Liechtenstein. Vâng. Liechtenstein. Vâng. Một cây đàn và có hình thức rất là đẹp. Vâng. Có thể cây đàn này hình thức rất đẹp. Vâng, các bạn thấy rằng là đây. Một cái giá nhạc cũng siêu dài. Siêu dài. Đấy, và nó có các cái khắc ở trong này rất hay để nó không bị trôi cái giá trôi sách ra, trôi sách trôi bản nhạc ra. Rất đẹp, cái chữ rất đẹp. Và cái nắp vô cùng đẹp. Không một vết xây xước. Vâng, đẹp lắm các bạn. Vâng, rất đẹp. Đấy. Tôi nhìn tôi cảm thấy rằng là cái phím này nó không không hoàn toàn là màu đen và nó được làm có một chút màu của như là màu của đàn. Đấy các bạn thấy không ạ? Đấy, như một chút màu của đàn. Phím rất là chặt. Đấy. Cái này màu cánh gián đậm và thiên về màu mận. Đấy, nó gọi là mận chín. Mận chín. Đậm hơn cái màu cánh gián. Đậm, mận chín. Vâng. Chúng ta sẽ cùng nghe một giai điệu để cảm nhận âm thanh của cây đàn này. Vâng, Liechtenstein là một cái tên. Vâng, có lẽ chúng ta sẽ thì là chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ bên trong xem là đây là tên nhỏ của thương hiệu gì. Vâng, tất nhiên là Hiếu muốn là như vậy để các bạn thấy công tâm nhất. Vâng, nhưng cái mà chúng ta vừa nghe thấy, cái mà Hiếu vừa tương tác, Hiếu nghĩ là một cây đàn rất tuyệt vời. Vâng,
Bây giờ chúng ta cùng cảm nhận cái sự tuyệt vời đó qua từng phím đàn. Và rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Và Hiếu rất hài lòng với các cái phần tính năng kỹ thuật của cây đàn này. Vâng, mời các bạn xem cận cảnh chữ Liechtenstein, và sau đó chúng ta sẽ xem ba cái pedal này. Vâng, kiểu vuông rất là đẹp đúng không các chúng ta cùng xem bên trong. Đấy. Cây đàn này có pedal của Kuser, vâng. Đấy, thông pedal này hiểu Kuser, vâng. Và cái đàn này chắc cũng của hãng Kuser, là một trong những cái hãng mà đây các bạn thấy cái chặn dây rất là đẹp như này, cái con ngựa rất đẹp, vâng. Đấy, trong này rất tuyệt vời, vâng. Và mọi thứ đều được sản xuất với một tiêu chí rất là cao, đúng không ạ? Đấy, các bạn để ý thấy ngay từng con ốc này này. Đấy, nó là cái kiểu mà rất là cầu kỳ, rất là tỉ mỉ. Đấy. Tôi nghĩ đây là một cái đàn mà được sản xuất rất là đắt tiền. Và đây, các bạn thấy là từ cái vai này, đấy, nó không phải là phẳng đâu, đấy, mà nó hơi hơi cong lên, hơi cong gồ lên. Đấy. Chỉ là một chi tiết thế thôi, nhưng mà để sản xuất rất nhiều cây đàn đấy, và cái phào này nó cũng hơi cong lên như thế này. Đấy, cái vai còn mới nguyên. Vâng, vô cùng đẹp, vô cùng đẹp và tuyệt vời, vời đẹp lắm các bạn ạ. Tiếp theo là chúng ta cùng xem cái nắp này rất đẹp, và hộp đối xứng này cũng thế. Vâng, đấy, tất cả cái mặt này nó đều hơi hơi nổi một chút các bạn nhé. Cái chi tiết này phải nói là rất là hiếm đấy, tôi thấy rất hiếm ở những cây đàn, và như vậy ta chế tác để làm được sẽ rất khó khăn hơn rất nhiều. Vâng, 5 cột trống với 2 cái hộp cộng hưởng phụ, 5 cột trống này, đấy. Đấy, cái răng nhỏ thêm đấy, phải nói là rất chi tiết các bạn ạ, chi tiết. Và một cái cột này các bạn thấy cái độ to của nó hơn các cái đàn khác, vâng, đúng to dày hơn hẳn các đàn khác, nó chỉ nhỏ nhỏ này thôi, nhỏ hơn khoảng hơn phân, thì cái này rất to. Cái đàn này chắc chắn là rất nặng, nó có thể lên tới khoảng 255 260 cân rồi, cái cây đàn này rồi. Đấy. Tuyệt vời cái sáng bót. Chúng ta cùng trở lại với phần action. Vâng. Đấy. Như lúc nãy nói đấy, các bạn thấy đây, cây đàn này của hãng Cruiser là một trong những hãng mà có những cái cây đàn và sản xuất, tức là người ta làm nhiều bằng mang tinh thần làm bằng tay, đấy, đồ handmade. Và chính vì thế nhà có rất nhiều cây rất đắt tiền, và những cây đàn đều được chọn lựa rất kỹ. Vâng, tiếp theo chúng ta ngoài cái chốt pin các bạn nhìn thấy đây, nhưng nó vẫn còn cái chặn những cái âm phụ, đấy, chốt pin bằng thép trắng to, đấy, các bạn thấy không, đấy, rất là tuyệt vời như thế này. Vâng, chốt pin tuyệt vời, đấy, 2054, vâng, LM3M. Rồi, chúng ta nhìn. Thì muốn các bạn xem chẳng hạn như ở đây ngay đầu này, còn thấy là chung quanh cái này là người ta còn làm những cái lớp đệm phái bằng cái dạ đấy, đệm, vâng. Đây là hãng búa, vâng. Đấy. Đây là các bạn thấy cái độ chặt. Đấy, nó chặt. Vâng. Rất chặt, rất tuyệt vời. Vâng. Chúng ta cùng xuống phía dưới này.
Những cái dây cò phía trước rất là mới sạch, mới sạch. Đấy, action này các bạn thấy, user đấy. Tuyệt vời các bạn ạ. Vâng, một cây đàn mà có thể nói rằng là chúng ta thấy sự vô cùng sạch sẽ, mới và của một cái hãng mà vô cùng khó tính và sản xuất ra rất ít đàn, cái Cuser này đấy, sản xuất rất ít đàn các bạn nhé. Vâng, vì họ làm bằng tinh thần, với sự chọn lọc xử lý bằng tay đấy, đồ kiểu handmade đấy. Cây đàn được sản xuất năm 1986, cao 1m32, tuyệt vời. Vâng, body B, key A, pin A, action A và soundboard A. Vâng, tôi tin chắc rằng là sẽ có bạn gọi điện cho tôi và sẽ lấy cái đàn này rất hoàn hảo.